Thưa quý vị và các bạn, cách đây 62 năm, ngày 27 tháng 2 năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã viết thư gửi hội nghị cán bộ ngành y tế với những lời dạy quý báu. Từ đó, ngày này được xem là ngày tôn vinh các y bác sĩ và những người đang làm việc trong ngành y tế. Với những hoạt động xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ, lương y như từ mẫu, trong thời gian qua đã có nhiều đơn vị y tế đã không ngừng nỗ lực thực hiện lời Bác dạy. Được thành lập từ năm 2001 với tên gọi ban đầu là Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng, sau đổi thành Bệnh viện Phục hồi chức năng Lâm Đồng. Trong thời gian qua, bệnh viện đã nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng thành công cho nhiều ca bệnh phức tạp. Điều này đã mang lại niềm vui cho nhiều người bệnh đến khám và điều trị tại đây. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để hiểu và thấy rõ hơn những nỗ lực của đơn vị này. Với quy mô là 100 giường bệnh, các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Lâm Đồng đa phần là bệnh về thần kinh, bệnh cơ, xương khớp, bệnh hô hấp, bệnh biến chứng do bệnh hoặc sau phẫu thuật, liệt chân tay do tai biến, tai nạn, vân vân. Để có được chất lượng khám điều trị và phục hồi chức năng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, từ nhiều năm nay, bệnh viện đã phối hợp các phương pháp vật lý trị liệu và phục hồi chức năng một cách khoa học để tăng hiệu quả điều trị, giúp bệnh nhân nhanh phục hồi. Nhờ hệ thống máy móc chuyên dụng hiện đại được đầu tư mà hàng loạt các kỹ thuật thủ pháp điều trị được bệnh viện thực hiện có hiệu quả như oxy áp cao, tập phát ngôn cho người bị bệnh thất ngôn, siêu âm điều trị, sóng ngắn, điện trường cao áp, laser điều trị, phương pháp can thiệp sớm một số dạng tàn tật tại cộng đồng và nhiều máy móc thiết bị hiện đại khác. Trung bình hàng năm, bệnh viện đã đón và khám cho hơn 3.000 lượt bệnh nhân đến điều trị và phục hồi chức năng. Chung đội ngũ bác sĩ, y bác sĩ đây thì phục vụ rất tận tình nên cũng yên tâm để nằm lấy điều trị. Bệnh của tôi hiện nay giảm rất nhiều và đi lại rất gần được bình thường. Đội ngũ y bác sĩ và nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, có trách nhiệm đối với bệnh nhân, giống như câu nói là lương y như từ mẫu. Còn đây là khoa nhi, khoa điều trị bệnh bại não và tự kỷ cho các em nhỏ có số phận kém may mắn. Đây là một công việc vô cùng vất vả cho đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Phục hồi chức năng, bởi mỗi em có một hoàn cảnh đặc biệt, mang trong mình những chứng tật khác nhau. Vì vậy, ngoài đội ngũ y bác sĩ điều trị chăm sóc, thì còn có cả những tình nguyện viên đến từ các tổ chức của quốc tế khác. Thưa quý vị và các bạn, làng Hòa Bình thành phố Đà Lạt được sáp nhập với Bệnh viện Phục hồi chức năng từ năm 2001. Và hiện nay thì nơi này đang điều trị trên 30 cháu, đa phần là bị bại não và bệnh tự kỷ. Và sau một thời gian điều trị thì hầu hết các cháu ở đây đã có những tiến triển rõ rệt. Và điều này đã mang lại nhiều niềm vui cho những bậc cha mẹ đang có con điều trị tại đây. Con hai cháu tập ở đây cũng là tầm 25 rồi. Thế nhưng mà trước khi đến đây là các cháu chưa nói, cũng như là chưa biết nhận thức một cái gì hết. Thì là bọn em mới cho các cháu lên đây. Thì vì hoàn cảnh ở xa nên là các bác sĩ cùng tất cả mọi bệnh viện là đã cho các cháu được ở nội trú. Bác sĩ điều trị cũng như là các cô là rất là tận tình, tận tâm và nhiệt tình với các cháu. Nên là giờ các cháu nó đã có những cái bước tiến triển rất là tốt. Cứ nhà bây giờ là biết nói được này, rồi biết đi đứng là quan hệ với tất cả mọi người là biết rồi. Nói năng rồi đi lại rồi học hành nhận biết được như là những đứa trẻ là... Tuy rằng là cũng không được bằng với các cháu bình thường, lứa tuổi. Vì là nhưng mà so với các cháu mà bị bệnh, với các cháu hiện nay là có những tiến triển rất là tốt. Để đáp ứng nhu cầu cũng như phục vụ lượng bệnh nhân ngày càng đông, hiện tại bệnh viện đang nâng cấp trang thiết bị, tăng số giường bệnh, cùng với đội ngũ y bác sĩ ngày càng được chuẩn hóa. Hiện tại, bệnh viện có 87 y bác sĩ, y tá điều dưỡng. Hàng năm, bệnh viện tổ chức đào tạo lại kiến thức chuyên môn và tay nghề cho cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao tay nghề cho đội ngũ y bác sĩ ngày càng phát triển. Thì được cái là tôi làm ở bệnh viện thì đúng là đúng chuyên môn của tôi nên bệnh nhân ở đây thì cũng rất là nhiều dạng bệnh như tai biến rồi bị gãy xương rồi bị thoát vị đĩa đệm cuộc sống cổ với lưng, mà bệnh viện thì rất là nhiều máy móc hiện đại nên công việc của tôi rất là thuận lợi bởi vì là tôi làm được đúng cái chuyên ngành của mình. Cái đến bệnh viện phục hồi chức năng là cái địa chỉ đã nhiều người biết đến. Qua quá trình hình thành và phát triển, bệnh viện luôn luôn cố gắng tiếp tục, nhất là đầu tư về nhân lực
đặc biệt là cái đội ngũ về chuyên môn y bác sĩ và cái đội ngũ cán bộ làm cái công tác phục hồi chức năng ngày càng được đào tạo chuyên sâu, và cái trang thiết bị của bệnh viện cũng được sự quan tâm đầu tư của ban tỉnh và sở y tế, cho nên là cái trang thiết bị phù hợp với lại cái chức năng nhiệm vụ, đầu tư máy móc thiết bị là tương đối là chuẩn theo cái quy định chức năng của Bộ Y tế. Riêng về cái đội ngũ thì chúng tôi tiếp tục là gửi cán bộ đi học chuyên sâu về phục hồi chức năng. Hay nữa là chúng tôi cũng có một bác sĩ chuyên khoa 1 về phục hồi chức năng, hai bác sĩ là có chuyên khoa sơ bộ, còn lại các cái khoa phòng cũng đang được đầu tư để tiến tới là sẽ làm được tất cả, triển khai thêm được một số khoa phòng nữa về cái chuyên ngành về phục hồi chức năng như là mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt để đáp ứng được cái nhu cầu phát triển của bệnh viện. Cùng với sự nỗ lực của lãnh đạo bệnh viện và đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, hy vọng trong thời gian tới, Bệnh viện Phục hồi chức năng Lâm Đồng sẽ có thêm nhiều ca phục hồi chức năng thành công và ngày càng khẳng định là địa chỉ tin cậy cho người bệnh, nhất là được bệnh nhân cảm phục về y đức của các bác sĩ đang công tác ở đây. Do mặt bằng với diện tích khoảng 300m² nên đã gây khó khăn cho việc đẩy nhanh tiến độ của dự án, thời gian hoàn thành công trình. Mặc dù ngành chức năng huyện Đơn Dương, ban quản lý dự án hạ tầng giao thông, Sở Giao thông Vận tải đã kiến nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng sớm giải quyết vướng mắc, nhưng đến nay vẫn chưa xong.